Thưa quý vị, thưa các bạn, tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2022 do Bộ Công Thương Việt Nam và Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam đồng tổ chức tại Central World, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất của Thái Lan, đã thu hút hơn 70 doanh nghiệp Việt Nam tham gia trưng bày và kết nối giao thương, giới thiệu những sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam. Đây là lần thứ 5 sự kiện được Central Retail tại Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương đồng tổ chức để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm có tiềm năng lợi thế của Việt Nam đến thị trường Thái Lan và bạn bè quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm Thái Lan và tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham gia sự kiện và tham quan các gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đỗ Thắng Hải khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan đang ngày càng phát triển, đặc biệt từ khi Việt Nam và Thái Lan nâng quan hệ lên thành đối tác chiến lược năm 2013. Trong những năm gần đây, Bộ Công Thương Việt Nam được Chính phủ giao triển khai đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp vào các mạng phân phối ở nước ngoài. Một trong các đối tác chiến lược của đề án tại khu vực ASEAN là tập đoàn Central Group. Để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thành công tại thị trường Thái Lan cũng như là các thị trường mà tập đoàn có hệ thống phân phối, với sự hỗ trợ của Central Group, đề án đã triển khai sâu rộng công tác nghiên cứu thị trường, lựa chọn những doanh nghiệp có mặt hàng phù hợp với thị trường Thái Lan. Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2022 là sự kiện thường niên quan trọng được tổ chức từ năm 2016 đến nay. Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm nay tiếp tục là cơ hội lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam để mở rộng thị trường ở trong nước, cũng như xuất khẩu trực tiếp thông qua tập đoàn Central Retail. Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan là một trong những hoạt động mà Central Retail tại Việt Nam hàng năm rất chú trọng. Sự kiện năm nay được xây dựng với hình ảnh chủ đạo như trung tâm thương mại Go, thành viên của Central Retail tại Việt Nam, theo các chỉ đạo và gợi ý từ Bộ Công Thương Việt Nam nhằm thực hiện chương trình với quy mô và chất lượng ngày càng tốt hơn. Đây cũng là một trong những hoạt động quan trọng nhằm hiện thực hóa tầm nhìn của Central Retail Việt Nam là đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt. Thái Lan hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2021, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan trong ASEAN sau Malaysia. Năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và Thái Lan đạt 18,8 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước tới nay. Trong 9 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Thái Lan là 16,1 tỷ đô la Mỹ. Trong những năm gần đây, chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thúc đẩy xuất nhập khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối tại các nước, trong đó có Thái Lan. Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2022 là buổi kết nối giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam với tập đoàn Central, là sự kiện thường niên quan trọng nhằm tăng sự hiện diện của hàng Việt Nam tại Thái Lan với những sản phẩm có yếu tố cải tiến vượt bậc, sản phẩm mới, tốt cho sức khỏe, có nguồn từ tự nhiên, canh tác hữu cơ, sản phẩm được quản lý, truy vết chất lượng qua công nghệ blockchain, sản phẩm thuộc chương trình OCOP Elite, sản phẩm thuộc chương trình trọng điểm, kinh tế tuần hoàn, v.v. Thông qua buổi làm việc cùng với tập đoàn Central Group thì chúng tôi cũng nhận thấy được là bên phía tập đoàn cũng quan tâm một số sản phẩm như là dòng về hữu cơ và trà thảo dược tốt cho sức khỏe. Với những cái sản phẩm này thì hoàn toàn công ty của chúng tôi cũng hoàn toàn đáp ứng được các tiêu chí mà bên Thái Lan và đã đưa ra. Để đánh giá về thị trường Việt của Thái Lan thì thị trường của Thái Lan đó là một thị trường mà du lịch rất là tốt. Cái tỷ lệ mà khách nước ngoài quay trở lại Thái Lan rất cao, mà theo như tôi được đọc được trên báo thì, và nếu như khách du lịch tới đây nhiều thì mọi quốc gia có sự lan tỏa rất nhanh đối với sản phẩm của mình, cho nên mục tiêu của chúng tôi nhắm tới thị trường Thái Lan là như vậy. Và chương trình kết nối này tôi đánh giá rất tuyệt vời giữa phía Việt Nam, Bộ Công Thương của Việt Nam và với Central Group đã kết nối làm cầu nối cho những doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi chưa có đủ điều kiện để đi ra xa, thì đây là cái dịp tốt nhất. Thực ra khi đến với thị trường Thái Lan thì chúng tôi đã nghiên cứu cái thị trường Thái Lan rất là kỹ rồi và cũng rất là tự hào về cái dòng sản phẩm này của Việt Nam, và cũng là một trong những cái dòng sản phẩm mà được Thái Lan rất là ưa chuộng và tin dùng. Và đặc biệt là cái dòng nghệ cucumin của mình thì khác hẳn với cucumin của Thái Lan và các nước khác trên thế giới. Đấy là cái nano cucumin bên mình là dưới 20 nanomet. Và đặc biệt là cái độ tinh khiết đã đạt 99,2%.
không còn dầu và tạp chất trong đó nữa. Hiện tại thì sau cái đợt đánh giá và khảo sát cái thị trường Thái Lan thì cũng có một số đơn vị cũng đã đăng ký để làm cái đại lý phân phối. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, tham gia tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm nay đã giúp các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thành công bằng chính thương hiệu của mình sang hệ thống phân phối của Central Group Thái Lan. Đây là kết quả tích cực mà tuần hàng mang lại. Tại tọa đàm cấp cao giữa Bộ Công Thương và Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam, trong khuôn khổ sự kiện, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã trao kỷ niệm chương ngành công thương để ghi nhận những đóng góp của Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam và cá nhân bà Zaria Chirativat, Phó Chủ tịch Điều hành Phát triển Kinh doanh Tập đoàn Central Group, kiêm Chủ tịch Central Retail tại Việt Nam trong việc xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm Việt Nam trong và ngoài nước. Đồng thời, Bộ Công Thương và Central Retail tại Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác MOU. Thỏa thuận được ký kết nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các đơn vị thu mua thuộc hệ thống bán lẻ của Tập đoàn Central Group Thái Lan và các nhà nhập khẩu Thái Lan. Đồng thời, Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với Bộ Công Thương trong việc xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường không chỉ tại Thái Lan.